Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và video ngày hôm nay thì mình muốn mang tới cho các bạn đó chính là chúng ta sẽ thay màn hình một con Huawei i9 Prime. Và đây là một cái chuyên mục mới và mình sẽ dần chuyển sang sửa chữa những cái thiết bị Android chứ không riêng gì iPhone nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Và cái con Huawei này thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần mặt lưng, khi mà anh kỹ thuật sẽ tiến hành tắt mặt lưng trước. Và sau khi mà đã tắt xong á thì chúng ta sẽ phải làm rất là nhiều những cái công đoạn tiếp theo. Rồi, đây và các bạn sẽ xem anh kỹ thuật tắt cái phần mặt lưng của nó ra nhé. Và cái con này các bạn sẽ phải lưu ý một điều, đó chính là ở phần sau lưng của nó sẽ có một cái cảm biến vân tay, cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận về cái phần cáp này, chứ không là nó bị đứt một phát là chúng ta lại phải thay một cái cọng mới. Rồi, và mở luôn cả cái phần nắp để che cái phần main, nắp bảo vệ ở trên cái phần main đó. Rồi, và sau đó thì sẽ ngắt pin và cái phần cáp màn hình đó, và sẽ ngắt ra luôn. Và sau đó thì sẽ gắn một cái màn hình mới vào để chúng ta có thể tiến hành test trước. Và đây các bạn có thể thấy, khi mà chúng ta mở màn hình lên thì anh kỹ thuật sẽ test qua những cái chức năng chính của máy, coi thử là có liệt cảm ứng hay không, màu sắc của nó như thế nào. Và sau khi đã test xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ngắt nguồn và tháo cái phần pin ra đó. Một cái điểm mà mình không thích của những cái chiếc máy Android là như vậy, mỗi lần thay màn hình rất là cực. Các bạn có thể thấy phải tháo hết cái cục pin này ra thì cái phần cáp đó, cáp màn hình nó mới nằm ở phía bên dưới cái cục pin. Đấy, các bạn có thể thấy cái phần màu đen, cái cáp màu đen là cái cáp màn hình. Thì đây chúng ta sẽ phải gỡ hẳn cái cục pin ra thì chúng ta mới có thể thay được. Rồi, và gỡ cáp màn hình ra, phải sau đó lật ở mặt trước và tiếp tục đổ keo và tách một lần nữa phần màn hình. Đó các bạn thấy, khi mà chúng ta làm cho những cái chiếc máy Android thì sẽ gặp phải cái vấn đề này. Ở iPhone thì rất là dễ dàng, mở hai con ốc ở bên dưới lên, muốn thay màn hình chỉ cần tách màn hình ra là xong. Đó, chỉ cần một lần thôi. Và sau khi đã tách ra xong thì bây giờ anh kỹ thuật sẽ tiến hành vệ sinh cái phần khung viền để nó sạch cái phần keo cũ đi, và khi mà chúng ta lắp vào thì nó sẽ hoàn thiện nhất và đẹp nhất. Rồi, và sau đó thì anh sẽ tra keo luôn. Ok, và sau khi tra keo xong thì bây giờ chúng ta sẽ lắp cái phần màn hình lại, và bằng cách là sẽ để cái phần cáp xuống bên dưới, còn mặt bên trên thì chúng ta sẽ ép lại với phần khung. Rồi, ok. Và sau khi đã ép xong thì anh kỹ thuật sẽ tiến hành buộc dây thun để nó có thể cố định lại, và sau khi mà đã khô keo á thì chúng ta sẽ lắp lại những cái bộ phận khác. Đó thì cái công đoạn của chúng ta gần kết thúc rồi. Bây giờ sẽ là cái phần gắn socket màn hình vào cái phần main, và tiếp theo đó chính là cái cục pin. Và sau đó sẽ là cái phần nắp lưng, và có kèm luôn cả một cái phần cảm biến vân tay. Rồi, và ở đây sẽ có một cái phần nắp nhựa để chúng ta có thể bảo vệ được cái main nữa là xong. Rồi, và sau khi mà anh kỹ thuật đã tiến hành lắp lại tất cả những cái bộ phận ở trên cái chiếc Huawei i9 Prime xong thì anh kỹ thuật sẽ dán cái phần lưng nó lại, và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành test qua một lần nữa trước khi mà chúng ta giao máy cho khách. Và ok, như vậy thì video ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho bạn thay màn hình của con Huawei i9 Prime, một con máy cũng khá là cũ rồi, nhưng mà mình vẫn muốn làm để cho các bạn nào mà chúng ta có nhu cầu thay màn hình của cái con máy này thì chúng ta sẽ tới Điện Thoại Vui nhé. Còn đường link thì mình đã để ở phần miêu tả ở bên dưới video, và các bạn có thể truy cập vào nếu như các bạn quan tâm tới cái sản phẩm này. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình, và nếu như thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.